Didi Blanchard là một bà mẹ đơn thân khá nổi tiếng ở Mỹ. Con gái bà là Gypsy Rose. Từ bé, Gypsy đã ở bệnh viện nhiều hơn ở nhà và mắc đủ thứ bệnh hiểm nghèo. Cô bé phải ngồi xe lăn, dùng ống thở và không thể tự chăm sóc bản thân mình. Trong mắt mọi người, Didi là một bà mẹ tuyệt vời, hết lòng chăm sóc người con gái bại liệt. Lúc nào cũng bên cạnh con, dù bất cứ ở đâu. Didi và Gypsy được mời đến dự phỏng vấn ở nhiều chương trình truyền hình nổi tiếng và phát biểu ở nhiều hội thảo dành cho người khuyết tật. Gypsy Rose Blanchard and her mother Didi Blanchard from Thank you, Miss Rudy. And I always said, you're the reason I was born to be your mom. Nhờ vậy, hai mẹ con Didi càng ngày càng trở nên nổi tiếng và nhận được sự quan tâm giúp đỡ của rất nhiều nhà hảo tâm và các tổ chức từ thiện. Họ nhận được các chuyến bay miễn phí, được tài trợ đi Disney World, tham gia các buổi biểu diễn ca nhạc và được tạo điều kiện để có một cuộc sống thoải mái nhất. Nói chung là bất cứ ai nhìn vào cũng vô cùng cảm động và ngưỡng mộ tình yêu và sự hy sinh mà Didi dành cho con gái. Ngày 14 tháng 6 năm 2015, Facebook của tài khoản mang tên Didi Blanchard đã đăng một dòng trạng thái với nội dung "Con đĩ đó đã chết". Tất cả bạn bè của Didi đều vô cùng hốt hoảng. Họ liên tục liên lạc với bà nhưng đều vô vọng. Hàng xóm sống xung quanh cũng đến gõ cửa nhưng không thấy ai trả lời. Mọi người vội gọi điện báo cho cảnh sát. Cảnh sát xin lệnh phá cửa vào nhà. Vừa mở cửa ra thì một mùi hôi thối xộc lên. Khi cảnh sát bước vào phòng ngủ thì họ phát hiện ra thi thể của Didi đang nằm trên giường với rất nhiều vết đâm. Trong khi đó, cô con gái bị bại liệt của Didi là Gypsy lại biến mất không hề dấu vết. Người thân và bạn bè Gypsy vô cùng hoảng loạn bởi vì Gypsy mang trong người vô số bệnh hiểm nghèo khiến cho cô phải uống thuốc mỗi ngày. Chân Gypsy bị liệt, phải dùng xe lăn, cô phải thở oxy lúc ngủ và phải truyền thức ăn qua ống, và tất cả thuốc men, xe lăn và các dụng cụ y tế cần thiết của cô đều bị vứt lại ở nhà. Mọi người đều tin chắc là kẻ giết Didi đã bắt cóc Gypsy và tính mạng của cô đang gặp nguy hiểm. Cảnh sát vào cuộc, huy động mọi lực lượng, tìm mọi cách để truy bắt hung thủ giết chết Didi và giải cứu Gypsy. Không một ai có thể ngờ rằng những gì cảnh sát điều tra ra vài ngày sau đó đã khiến toàn nước Mỹ chấn động. Mọi chuyện bắt đầu vào năm Didi 17 tuổi. Bà gặp Rod Blanchard và không lâu sau đó, Didi phát hiện ra mình có thai. Cả hai quyết định kết hôn bởi vì không còn lựa chọn nào khác. Vào tháng 7 năm 1991, Didi sinh được một người con gái đặt tên là Gypsy Rose. Càng ngày thì Didi và Rod càng hay cãi vã và hai người quyết định đường ai nấy đi chỉ vài tháng sau khi Gypsy ra đời. Sau khi ly hôn, Didi mang con về ở cùng nhà với bố và mẹ kế. Từ khi Gypsy được 3 tháng thì Didi đã nói với mọi người là Gypsy bị chứng ngạt thở khi ngủ và có thể bị chết bất cứ lúc nào. Didi nói là cô bé bị khiếm khuyết trong nhiễm sắc thể. Didi thường xuyên dẫn Gypsy đi bệnh viện cấp cứu. Khi Gypsy được các bác sĩ ở bệnh viện theo dõi thì Gypsy không sao, nhưng cứ về nhà là cô bé lại phải nhập viện lại trong tình trạng nguy kịch. Nói chung, Gypsy là một đứa trẻ ốm yếu với hàng loạt các căn bệnh hiểm nghèo như bạch cầu, hen suyễn, động kinh và thậm chí ung thư. What illnesses did your mom say that you had? Asthma, epilepsy, hearing impaired, vision impaired, fed with a feeding tube, paralyzed from the waist down, slow, so retardation, and among other things, I just can't remember them. Danh sách các bệnh mà Gypsy mắc phải càng ngày càng dài và nghiêm trọng. Đến năm Gypsy 7 tuổi thì cô bé bị té xe lúc ngồi trên xe máy của ông ngoại. Tuy đó chỉ là một tai nạn nhỏ và bác sĩ nhanh chóng cho Gypsy xuất viện vì cô chỉ bị trầy xước ngoài da. Nhưng mà từ sau khi về nhà thì Didi khẳng định là vụ tai nạn đã khiến cho Gypsy bị teo cơ và không thể đi lại được. Gypsy phải phụ thuộc hoàn toàn vào xe lăn. Ngoài ra thì mắt Gypsy càng ngày càng mờ và tai cô càng ngày càng không nghe rõ. Cô phải đeo kính và đeo máy trợ thính thường xuyên. Do ảnh hưởng của những đợt hóa trị điều trị bệnh ung thư, Gypsy bị mẹ cạo trọc đầu.
Cô vô cùng ốm yếu, phải ăn bằng ống truyền, đeo bình thở oxy và phải đặt ống trong tai để điều trị bệnh nhiễm trùng. Hàm răng của Gypsy mục rữa và nham nhở do cô phải uống quá nhiều loại thuốc kháng sinh để chữa bệnh. Dù hàng tháng, Rod vẫn đều đặn gửi tiền trợ cấp nuôi con và quan tâm đến Gypsy, nhưng mà Didi luôn tiêm nhiễm vào đầu Gypsy là bố cô là một kẻ tệ bạc, nghiện ngập, vô trách nhiệm, bỏ rơi con cái. Bà ta không muốn Gypsy có bất cứ liên hệ gì với ông Rod và chỉ miễn cưỡng cho ông ta gọi điện chúc mừng sinh nhật cô, với một điều kiện là ông ta không được nói cho Gypsy biết tuổi thật của mình. Do đó, đến khi Gypsy 18 tuổi, cô vẫn tin là mình chỉ mới 14 tuổi mà thôi. Những khủng hoảng từ danh sách bệnh dài vô tận cũng ảnh hưởng đến sự phát triển của Gypsy. Cô có giọng nói cao và nhõng nhẽo hệt như của một đứa trẻ con. Didi nói là Gypsy bị tổn thương não cho nên trí óc của cô chỉ như một đứa trẻ 7 tuổi. Từ năm lớp 2 thì Didi đã cho Gypsy nghỉ học và chỉ học ở nhà bởi vì Gypsy không thể theo kịp các bạn cùng trang lứa. Gypsy không có bất cứ một người bạn khác nào ngoài mẹ. Didi là cả thế giới mà Gypsy biết đến. Tháng 3 năm 2008, Gypsy và Didi chuyển từ Louisiana đến Aurora, Missouri. Didi nói là cơn bão Katrina đã phá hủy toàn bộ căn nhà của bà ta ở Louisiana. Tổ chức từ thiện Habitat for Humanity đã giúp xây dựng một ngôi nhà từ thiện với đầy đủ các thiết bị tiện nghi cho hai mẹ con Gypsy ở. Các nhà hảo tâm khắp mọi nơi cũng đóng góp cả $100,000 để giúp đỡ hai mẹ con bắt đầu cuộc sống mới. It's so easy to live here and it's so peaceful. We have an awesome bathtub. It's a jacuzzi tub meant for my muscles. And we have a wonderful ramp. Sau khi chuyển đến Missouri thì Gypsy lại đi khám ở một bác sĩ thần kinh. Sau khi thăm khám thì vị bác sĩ này giật mình nhận ra rằng Gypsy không hề bị thiểu năng hay mắc các chứng bệnh mà bà Didi tuyên bố. Ông ta bèn yêu cầu bà Didi phải cho ông ta xem lại hồ sơ bệnh án của Gypsy. Bà Didi bèn giãy nảy và nói là cơn bão Katrina đã cuốn trôi mọi giấy tờ cũng như hồ sơ bệnh án của Gypsy rồi. Bà ta vô cùng tức giận, đưa Gypsy đi và không bao giờ quay lại bệnh viện đó nữa. Năm 2009, một người ẩn danh đã gọi điện báo cho cơ quan chức năng, nói là Gypsy không hề mắc bệnh và cô bé thường xuyên bị Didi ngược đãi. Người nặc danh này cũng tố cáo Didi sử dụng giấy tờ giả để khai man tên tuổi. Hai nhân viên xã hội đã tìm đến nhà Didi để điều tra. Didi thừa nhận tên thật của bà là Claudine, nhưng mà bà buộc phải dùng tên giả để chạy trốn khỏi người chồng vũ phu nghiện ngập. Do đó mà hồ sơ điều tra cũng nhanh chóng bị đóng lại. Tháng 2 năm 2011, lúc này Gypsy đã 19 tuổi, cũng như bao cô gái khác trong độ tuổi dậy thì nổi loạn. Càng ngày Gypsy càng không nghe lời mẹ và cảm thấy bị kiểm soát khi Didi lúc nào cũng kè kè bên cạnh. Cô bắt đầu phát hiện ra là có cả thế giới rộng lớn ngoài kia và mẹ cô chính là cánh cửa ngăn cô lại. Cô cũng bắt đầu nhận ra là chính các loại thuốc mà hàng ngày mẹ cô ép cô uống khiến cho tình trạng bệnh của cô nặng hơn. Cô bắt đầu lén nhả thuốc ra và cảm thấy sức khỏe của mình càng ngày càng cải thiện. Cô bắt đầu móc nối những ký ức từ khi còn nhỏ, khi mẹ cô đưa thuốc cho cô uống và dặn cô phải tỏ ra mệt mỏi để có được nhiều tiền tài trợ mới chữa được bệnh cho cô. Có những lần cô lỡ miệng nói với mọi người là mình thấy trong người khỏe hơn thì Didi đã siết tay cô thật mạnh để nhắc nhở. Cô đã đủ lớn và đủ thông minh để nhận ra là Didi chỉ muốn sử dụng cô như một công cụ để bà ta kiếm tiền. Dẫu vậy, Gypsy sợ mẹ cô ta hơn bất kỳ ai trên đời này, cho nên Gypsy vẫn giả vờ như không biết gì và tiếp tục đóng màn kịch mà mẹ cô ta dựng lên. Cũng như những thiếu nữ đến tuổi dậy thì khác, Gypsy cảm thấy vô cùng tò mò về giới tính và khao khát có bạn trai. Thế rồi trong một cuộc hội thảo, Gypsy tình cờ gặp một người đàn ông 35 tuổi. Hai người nói chuyện và trao đổi số điện thoại. Kể từ đó thì hai người ngày nào cũng nói chuyện đến sáng. Vài tuần sau thì người đàn ông này rủ Gypsy đi nhà nghỉ. Gypsy bèn lén mẹ đến nhà nghỉ với ông ta, nhưng mà bị bà Didi phát hiện. Dù là Gypsy lúc này đã 19 tuổi nhưng mà Didi dùng giấy tờ giả khẳng định là Gypsy mới 14 tuổi và dọa kiện ông này tội giao cấu với vị thành niên. Ông ta sợ quá, không bao giờ dám liên lạc lại với Gypsy nữa. Về phần Gypsy, sau vụ này, cô ta bị mẹ trói vào cột giường trong 2 tuần. Didi đập vỡ hết điện thoại và máy tính của Gypsy.
And she took me back home and smashed my computer with a hammer, smashed my cell phone with a hammer, and said, if you ever try to do that again, I'm gonna smash your fingers with a hammer. This dog leash, and clipped it to a pair of handcuffs, and then clipped the handcuffs to the bed, and kept, it was like that for about 2 weeks. My mom had actually convinced a lawyer to draw up some papers saying that I was incompetent. So I thought if I had tried to go to the police, they'd look at these papers and say, she's retarded. She doesn't know what she's talking about. Dù bị cấm, nhưng mà mỗi tối Gypsy sẽ đợi cho mẹ đi ngủ, rồi lén dùng điện thoại lên mạng chat chít nói chuyện hẹn hò online đến sáng. Cuối năm 2012, Gypsy quen Nicholas qua một trang hẹn hò online dành cho người đạo Chúa. Anh ta cũng tầm tuổi Gypsy, sống ở Big Bend, Wisconsin và bị bệnh tự kỷ. Cũng như Gypsy thì Nicholas hầu như cũng không tiếp xúc với thế giới bên ngoài mà chỉ sống trong thế giới ảo online. Anh ta từng có tiền án vì xem phim sex ở cửa hàng McDonald's và thủ dâm nơi công cộng. Hai người nhanh chóng phát triển tình cảm và hẹn hò bí mật trên mạng suốt 2 năm trời. Nicholas và Gypsy thường xuyên trao đổi hình ảnh khiêu gợi, kích thích, chụp theo kiểu bạo dâm. Tháng 3 năm 2015, Gypsy và Nicholas bắt đầu lên kế hoạch để gặp nhau ngoài đời và hy vọng rằng Didi sẽ cho phép hai người quen nhau. Gypsy bèn gửi tiền cho Nicholas để cho anh ta bắt xe đến Missouri. Didi và Gypsy dự định là sẽ đi coi phim Cinderella ở rạp chiếu phim. Kế hoạch là Nicholas cũng sẽ đến đó coi phim và mua vé ngồi ngay sát hai mẹ con Gypsy rồi bắt chuyện như là tình cờ gặp gỡ. Gypsy và Nicholas như trúng phải tiếng sét ái tình khi gặp nhau lần đầu ở ngoài đời. Trong khi đó thì bà Didi không hề có chút thiện cảm nào với Nicholas. Đang coi phim thì Gypsy viện cớ đi vệ sinh, Nicholas cũng theo sau và hai người làm tình lần đầu tiên trong nhà vệ sinh dành cho người khuyết tật ở rạp chiếu phim Misery. Kể từ sau lần đó thì tình yêu của hai người càng ngày càng nồng nhiệt. Nicholas tôn thờ Gypsy như một vị thần, còn Gypsy thì có vẻ không yêu Nicholas nhiều bằng. Nhưng mà Nicholas cũng mở ra cho cô một thế giới mới, một thế giới không có Didi. Gypsy và Nicholas luôn mơ ước về một ngày mà hai người có thể cùng nhau chạy trốn đến một nơi xa không ai biết và xây dựng một cuộc sống mới hạnh phúc. Và để thực hiện được điều này, họ sẵn sàng giết Didi nếu cần thiết. Họ gọi đây là kế hoạch B. Tuy nhiên, Didi càng ngày càng ngược đãi Gypsy nhiều hơn. Bà ta nhốt Gypsy vào nhà kho, trói cô lại và chửi bới cô đủ điều vì Gypsy không chịu chia tay Nicholas. Lúc này, Gypsy quyết định sẽ biến kế hoạch B thành hiện thực. Didi phải chết thì cô mới có thể sống. Ngày 13 tháng 6 năm 2015, Nicholas bắt xe khách đến Missouri, thuê nhà nghỉ và đợi tin nhắn của Gypsy. Vào cái đêm định mệnh ấy, Gypsy vẫn cố tỏ ra bình thường như mọi hôm. Cô và mẹ cùng nhau sơn móng tay, đùa giỡn và Didi đưa con gái vào giường đi ngủ. Gypsy hôn mẹ chúc ngủ ngon, cô hứa sẽ luôn là một cô bé ngoan nghe lời của mẹ, rồi giả vờ nhắm mắt ngủ. Cho đến nửa đêm, sau khi biết là mẹ mình đã ngủ say, Gypsy nhắn tin cho Nicholas, dặn anh ta phải cẩn thận vì cánh cửa thường kêu cót két. Cô trao cho anh ta con dao mà cô ta đã chuẩn bị sẵn, rồi vào nhà tắm, nằm co ro trên nền nhà và bịt tay lại. Dù vậy, cô vẫn nghe được tiếng cửa khẽ mở và tiếng bước chân của Nicholas. Thế rồi, cô nghe tiếng thét vô vọng của mẹ cô. Nicholas đâm liên tục nhiều nhát dao vào Didi. Cô nghe Didi gọi tên cô một lần, hai lần, rồi ba lần, nhưng tiếng kêu cứu mỗi lúc một thều thào rồi tắt hẳn. Tất cả chỉ còn lại một sự im lặng đến ghê người. Sau khi mọi chuyện kết thúc, Gypsy mở cửa nhà tắm bước ra, hai người vồ lấy nhau, lột sạch quần áo và làm tình trên giường của Gypsy. Ngày 14 tháng 6 năm 2015, Gypsy và Nicholas bắt xe khách về nhà hắn ta ở Big Bend, Wisconsin. Đến buổi tối cùng ngày, một dòng trạng thái được cập nhật bởi tài khoản của Didi. Con đĩ đó đã chết. Mọi người vô cùng hoảng hốt khi họ đọc được dòng status này, lại càng hoảng sợ hơn khi vài phút sau lại có một dòng bình luận hiện lên với nội dung:
Tôi đã đâm con heo nái béo đó và cưỡng hiếp đứa con gái ngọt ngào ngây thơ của bà ta. Bà ta đã thét rất to. Cảnh sát nhanh chóng tìm được địa chỉ IP của máy tính đã đăng dòng trạng thái này và dễ dàng truy ra địa chỉ nhà của Nicholas ở Wisconsin. Sau khi bao vây nơi ở của Nicholas, cảnh sát đã áp tải cả hai về đồn. Cảnh sát vô cùng sốc khi mà họ thấy Gypsy có thể đi lại bình thường. Ban đầu Gypsy giả vờ như không biết chuyện gì và khóc lóc đau khổ khi cảnh sát báo cho cô biết là mẹ cô đã qua đời. Nhưng với khả năng hỏi cung chuyên nghiệp, cảnh sát đã nhanh chóng khiến cô nói ra sự thật. Okay. Your mom's dead. Okay. Now, what I want to ask you is your mom's passed away, okay? And she's deceased, all right? Now, what I want to ask you, did you have involvement in this? Hang on, listen to me for just a second, okay? I want you to understand something, okay? Please tell me she did not commit suicide. She had bipolar. Hear that? I didn't want my mom. I know you do. I know you, sweetheart. I know you love your mom. I have no doubt that you love your mom. I didn't want my mom. I should have done everywhere. I should have done everywhere. Cái chết của Didi với chủ mưu chính là đứa con gái ruột mà cô từng hết mực chăm sóc và yêu thương đã gây sốc cho tất cả mọi người. Nhưng họ còn sốc hơn khi phát hiện ra cuộc sống của hai mẹ con Didi và những căn bệnh của Gypsy hoàn toàn là những lời dối trá. Trong suốt nhiều năm trời, Didi tự dựng lên hàng tá căn bệnh cho con gái. Mỗi lần đi khám đều đổi bệnh viện để không bị truy lại hồ sơ y tế. Didi nói dối tài tình đến mức ngay cả bác sĩ cũng trở thành con rối trong tay bà ta, đồng ý phẫu thuật và thực hiện nhiều ca can thiệp y tế, kê đơn thuốc cho những căn bệnh ảo của Gypsy. Điều đáng nói là trong mấy chục năm trời, thăm khám ở hàng trăm bác sĩ, vậy mà chỉ duy nhất một bác sĩ đặt ra nghi ngờ về tình trạng bệnh của Gypsy. Điều này cũng khiến cộng đồng vô cùng phẫn nộ và mất lòng tin ở nền y tế Mỹ. Các nhà tâm lý học xác định Didi đã mắc phải một chứng rối loạn tâm lý tên là MBP, mặc dù có nhiều chuyên gia phản bác và cho rằng đây không phải là một dạng bệnh tâm thần. Người mắc bệnh MBP luôn giả vờ đau yếu để lấy lòng thương hại và cảm thông của người khác. Trong trường hợp của Didi thì bà ta không những sử dụng con gái mình để thu hút quan tâm và chú ý mà còn bắt con mình giả bệnh, uống thuốc và trải qua vô vàn những cuộc phẫu thuật không cần thiết để có thể kiếm được tiền từ thiện. Sự thật không cần phải tranh cãi là Nicholas chính là người đã xuống tay sát hại Didi. Điều duy nhất còn chưa sáng tỏ là ai mới chính là chủ mưu trong vụ ám sát này. Lúc đầu thì Gypsy đổ tội cho Nicholas, nói là ý tưởng giết Didi là của anh ta. Nicholas bị chứng đa nhân cách, có một phần thiện và một phần ác trong anh ta. Phần ác đã khiến cho anh ta giết Didi để giải cứu Gypsy như một hoàng tử giải cứu công chúa trong truyện cổ tích. Tuy nhiên, lúc ra tòa thì Gypsy thừa nhận cô đã nhờ Nicholas giết mẹ mình. Và cô nói cô muốn giết Didi không phải vì cô ghét bà ta, mà chỉ vì cô muốn thoát khỏi bà ta. Tháng 7 năm 2016, Gypsy bị kết tội giết người cấp độ 2 và bị kết án 10 năm tù. Trong khi đó thì Nicholas bị kết tội giết người cấp độ 1 và nhận án tù chung thân. Luật sư bào chữa cho Nicholas cố nhấn mạnh yếu tố anh ta bị tự kỷ và thiểu năng trí tuệ và biện hộ rằng chính Gypsy mới là người thao túng tâm lý và điều khiển anh ta giết bà Didi. Tuy nhiên thì thẩm phán không có tin vào lời biện hộ này. Nhiều người cho rằng bản án bất công cho Nicholas. Gypsy chỉ phải nhận một bản án nhẹ bởi vì thẩm phán đã cảm thông cho những đau đớn mà cô phải chịu đựng dưới bàn tay tàn ác của mẹ cô. Họ cho là Gypsy là người vô cùng thông minh, xảo quyệt, không giống như vẻ bề ngoài của mình. Gypsy có lẽ đã được đào tạo và thừa hưởng cách bóp méo sự thật và điều khiển tâm lý người khác một cách nhuần nhuyễn từ Didi. Dù sự thật là thế nào đi nữa, có một điều chắc chắn là Gypsy chưa từng hối hận vì đã giết mẹ mình và cuộc sống của cô càng ngày càng tốt hơn từ sau khi bà Didi qua đời. Khi được phỏng vấn về âm mưu giết chết mẹ mình, Gypsy chẳng ngần ngại thừa nhận. Cô cảm thấy rất thoải mái và nhẹ lòng vì đã thoát khỏi sự kiểm soát của mẹ. Tôi thà bị giam cầm trong tù còn hơn phải sống tiếp tục cùng bà ấy. Tôi phải làm lại từ đầu, tôi cảm thấy mình như được tái sinh. Thực lòng mà nói, mình có nhiều cảm xúc lẫn lộn về vụ án này. Thật sự là mình không thể tưởng tượng được trong đầu Didi nghĩ gì khi mà bà ta cố tình mớm thuốc cho một đứa con vài tháng tuổi để khiến cho cô bé bị co giật, rồi mang cô đến bệnh viện.
bắt con đi hóa trị rồi trải qua đủ loại phẫu thuật để kiếm tiền trên sự đau đớn của con mình. Rõ ràng đây là một bệnh tâm thần chứ người bình thường ai mà nghĩ ra được sự tàn ác này. Và mình hiểu tại sao mà Gypsy lại vô cảm như vậy trước cái chết của mẹ mình. Nhưng mà cái điều mình bức xúc nhất trong cái vụ án này á, nó không phải là ở người bị hại, mà là cái sự dối trá mà bà Didi gây ra. Nó có thể ảnh hưởng rất là xấu đến những người khuyết tật, những người bị bệnh hiểm nghèo thực sự cần giúp đỡ. Khi mà lòng tốt của các nhà hảo tâm bị lợi dụng, có thể khiến cho họ mất niềm tin và ngần ngại hơn khi mà họ quyên góp ủng hộ cho một tổ chức từ thiện nào đó trong tương lai. Điều này có thể khiến nhiều người thực sự bị bệnh hiểm nghèo và có hoàn cảnh éo le mất cơ hội được giúp đỡ.